Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh đam mê chơi BCB đã quay trở lại kênh YouTube của shop Linh Nga các bác nhé. Hôm nay bên shop có một chút thời gian rảnh lên cho bác một số phụ kiện thanh lý các bác nhé. Phụ kiện thanh lý thì giá cực rẻ rồi. Đấy, các bác cố gắng theo dõi hết video xem có mua được cái gì thanh lý thì alo cho đến hai đầu số của shop các bác nhé. Đây, các bác mua hàng vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số này của shop các bác nhé để đặt hàng. Đầu tiên thì em lên cho bác một cái bộ sản phẩm đầu tiên các bác nhé. Đây, một bộ chân kính các bác nhé. Đây, một bộ chân kính, cái này là dây 11. Chân kính con này là chân dây 11 các bác, chân dây 11 này. Cái này sẽ là phi 30. Đấy, bác nào mà đang thiếu bộ chân kính này thanh lý cho các bác 80.000 các bác nhé. 80.000 một bộ chân kính như này các bác nhé. Đây, một bộ bao gồm hai chân kính. Đấy. Còn rẻ hơn nữa thì em lên cho bác hai cái. Đây, lên cho bác một bộ, một cái này là, cái này là nâng hạ kính các bác, nâng hạ kính khung này, nâng hạ khung xương này, đấy, nâng hạ khung xương của kính. Cái con này thì thanh lý cho anh em 80.000 một cái nhé, hai cái này là 150 các bác nhé. Đấy, các bác nào mua một cái được, hai cái được, một cái em bán một cái, hai cái em bán hai cái các bác. Đấy, ở đây lên cho bác cái bộ này là chân kính liền khối các bác nhé. Chân kính liền khối đời mới nhất xịn sò các bác này, cái loại này rất chi là xịn sò nhé. Cái này có cân bằng giọt nước ở đây, cái này là có, cái này gọi là na bàn các bác nhé. Đấy, có na bàn này, các bác nhìn rất chi là xịn sò. Cái này là chân kính liền khối hạ ngắm các bác nhé, chân kính liền khối hạ ngắm. Cái này sẽ là dây 11 các bác nhé, dây 11 để cho anh em nắp condo. Cái này thì anh em nắp phi sẽ là phi từ 25 cho đến 30 các bác nhé. Đấy, phi 25 cho đến 30. Các bác nào mà lắp những con kính của mình phi 25 thì ở trong này nó có một cái đệm cho các bác đầy đủ nhé. Con này 300.000 các bác nhé. Bộ chân kính liền khối này thanh lý 300.000. Đấy. Còn tiếp theo lên cho bác cái con giảm sumo. Con giảm sumo này cũng thanh lý cho bác nhé. Giảm sumo con này là phi 30. Giảm sumo phi 30, con này tiến lùi 3 khúc này. Đây, tiến lùi 3 khúc các bác nhé. Đây, tháo rời được 3 khúc này ra các bác nhé. Đấy, sumo tiến lùi 3 khúc. Cái này là giảm, con này là định tâm liền khối cực kỳ là êm nhé. 350 các bác nhé, 350 con giảm sumo này. Đấy. Còn bác nào chơi FX thì em lên cho bác đây, bộ giảm FX kìa. Đây, bộ giảm FX. Con này thì xem nào, bộ giảm FX này thanh lý cho bác và anh em cái bộ này là 370 nhé, bộ giảm FX để cho anh em 370.000. Đấy, còn bác nào chơi condo mà thích phi 35, đây em lên cho bác con này Airfox phi 35. Phi 35 con này tiến lùi 3 khúc thôi nhé, tiến lùi 3 khúc này. Cái mẫu này thì để cho anh em hôm nay 400.000 thôi nhé, 400.000. Con này là giảm âm 6 vách nhé, giảm âm 6 vách. Đấy, còn là con kính BSA. Đây, em còn sót một con kính BSA, hàng này là hàng mới đập hộp các bác nhé. Đấy, hàng mới đập hộp, hôm nay bán cho anh em là 1.500.000 con kính BSA. Con này là hàng mới chứ không phải hàng cũ các bác nhé. Đấy, thông số của nó là BSA TMD 4-14x44 FFB. Đấy, con này cầm lên cực kỳ đầm chắc các bác này. Đấy, con này là kính mới các bác nhé, không phải là kính cũ đâu. Mẫu đây, con này có ốc định tâm khứa hai cạnh này. Đấy, hàng chữ khắc vàng các bác nhé, hàng chữ khắc vàng thì là đình đám nổi tiếng là thương hiệu rồi. Cái con này thanh, để cho anh em thanh giá thanh lý nhá, kính mới nhá, thanh lý cho anh em giá 1.500.000 nhá. Con này là tâm, sẽ là tâm cộng, tâm khắc kính các bác nhé, tâm cộng khắc kính này. Cái này bao cho anh em thì khoảng độ tầm trên 100m nhặt mồi mỏi tay. Con này thì chống rung chống giật chống nhảy tâm đỉnh của chóp rồi. Em còn sót cái thanh lý cho em 1.500.000. Cái này giá thị trường mới đang bán 1.700.000 cho đến 1.800.000. Cái này nó cũng là hàng mới đấy, nhưng mà em ở kho. Còn một cái thì bán giá thanh lý cho anh em đấy, chứ không phải là hàng cũ đâu thôi nhá. Đấy, hàng là hàng mới, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp, nguyên vỏ đàng hoàng các bác nhé. Đấy, hàng này là thanh lý cho em 1.500.000. Đấy, các bác đang theo dõi video, các bác muốn mua cái gì thì alo đến hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy, vì các bác nào mà chưa ấn đăng ký kênh thì các bác cố gắng ấn đăng ký kênh cho em. Thi thoảng có tin những cái món đồ em không dùng đến ấy, thì em lại thanh lý cho bác giá cực kỳ là hạt rẻ. Đấy, thì các bác đăng ký kênh thì các bác em lên video cái nó báo về điện thoại cho bác. Các bác thích mua cái gì thanh lý thì alo đến hai đầu số của shop nhé. Đấy,
Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Xin chúc các bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và thật hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.